mắn sắp đến trong cuộc sống của bạn là gì? Vũ trụ có món quà gì gửi đến bạn? Đầu tiên mình thấy có sự dồi dào đầy đủ. Nếu như bạn nào trong công việc eo hẹp, về kinh tế, công việc khó khăn các thứ nha, thì sắp đến á, cái sự dồi dào này là cái phần vũ trụ bù đắp cho các bạn sau những cái nỗ lực mà quá là mệt mỏi, quá là mất thời gian, quá là tốn sức khỏe của các bạn nhé. Sắp đến mình thấy là các bạn cần phải dùng nhiều thêm cái màu xanh lá nhé, xanh lá cây ấy, để kích hoạt luân xa tim. Luân xa của bạn, mình cảm giác là số bạn ở đây có bị vấn đề mệt tim, đau tim, khó ngủ, khó thở nhé, liên quan đến tim nhé. Một số bạn ở đây cần phải cởi mở, hướng ra ngoài. Nếu như trong cái môi trường làm việc nó quá là bí bách, quá là khó chịu, khó khăn, bạn hướng ra ngoài kia để mà ở ngoài đấy, bạn thấy không, cái hình ánh sáng như thế này á, đấy chính là cái may mắn chờ đón bạn ở phía trước. Đấy chính là cuối đường hầm là ánh sáng, cuối đường hầm là cầu vồng nha bạn nhé. Rồi bạn nào đang có vấn đề về xin việc, đi du học, nộp đơn giấy tờ thì vũ trụ nhắc là hãy chờ thời gian nữa đi, hãy kiên trì kiên nhẫn thời gian nữa nhé. Một số bạn dùng cái màu cam này nhé, cái màu cam để kích hoạt luân xa số 2. Luân xa số 2 để diễn ra sự sáng tạo. Nếu như cái luân xa này bị bí bách thì các bạn sẽ cảm giác là bị thiếu ý tưởng là cái thứ nhất nè. Thứ hai nữa là bạn cảm giác là sẽ không có được cái sự tự tin trong bản thân mình, và cả bạn cảm thấy mệt mỏi trong người nhá. Cái luân xa này á, nếu như bạn bị bí bách thì bạn cần phải kích hoạt nó bằng cách là bạn thích cái gì bạn cứ làm. Nếu như là bạn lâu tháng rồi bạn không có làm cái những cái bộ môn sở trường năng khiếu, bạn đã bỏ quên nó rồi ấy, thì bây giờ vũ trụ nhắc nhở bạn là cần phải làm những cái bộ môn đấy, ví dụ là thiêu thùa, minh phá, ca múa nhạc, hát hò, rồi những cái năng khiếu sở trường của các bạn nhé, cần được phát huy ở đây nhá. Khi đấy thì bạn sẽ được khai mở tốt luân xa này. Số bạn ở trong này sẽ được vũ trụ cho những cái thông điệp qua giấc mơ, qua những cái trực giác, bạn sẽ khai mở được, bạn sẽ phát triển cái trực giác tâm linh của mình nhá. Vũ trụ nói là các bạn hãy cứ làm phần việc của mình nhá, và hãy tin tưởng vào bề trên và tổ tiên. Khi đấy nhá, sự may mắn sẽ đến với bạn nhá.